Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật diễn biến mới nhất liên quan đến việc tàu hàng trên Biển Đỏ bị lực lượng Houthi tấn công khiến 3 thuyền thủ thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi và đưa các thuyền viên Việt trở về nước sau vụ tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ. Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập liên quan tới đề nghị hỗ trợ các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ. Trước đó, vào ngày 7 tháng 3, cơ quan này nhận được công văn của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng, Hải Phòng HP Marine về việc thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị nạn. Theo đó, tàu True Confidence treo cờ Barbados đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah, Saudi Arabia đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Có 3 thuyền viên bị thiệt mạng và một số khác bị thương, trong đó có một thuyền viên Việt Nam bị thiệt mạng. 3 thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn. Do tình huống bất ngờ và nguy hiểm, các thuyền viên thoát nạn khỏi tàu không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Duy nhất máy trưởng là người Việt có thể liên lạc được bằng điện thoại. Vì vậy, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên Việt Nam kể trên và đưa các thuyền viên trở về nước. Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm The Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hải thuyền viên tử vong về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Theo Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, qua xác minh với cơ quan đại diện Việt Nam tại Saudi Arabia cũng như qua các nguồn tin, Đại sứ quán xác định được trong 3 số thuyền viên tử vong có một thuyền viên Việt Nam là anh Đặng Duy Kiên, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng, là đại phó của tàu. Anh Kiên là một trong 4 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence. Sau khi tàu True Confidence bị tấn công ở khu vực Biển Đỏ, ngoài khơi cảng Aden của Yemen, ngày 6 tháng 3, tất cả các thuyền viên đã được tàu của Hải quân Ấn Độ hỗ trợ sơ tán đến The Djibouti. Hiện nay, 3 thuyền viên Việt Nam đang lưu trú an toàn tại khách sạn Laurier Hotel ở thủ đô The Djibouti của Cộng hòa The Djibouti. Đại sứ cho biết thêm, Đại sứ quán đã liên lạc được với anh Phạm Văn Thành, đầu mối liên lạc của các thuyền viên Việt Nam được đưa đến thành phố The Djibouti. Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 thuyền viên đều ổn định. Còn thi hải anh Đặng Duy Kiên đã được đưa vào một bệnh viện ở thành phố The Djibouti. Đại sứ quán sẽ tiếp tục xác minh để tiếp tục có các biện pháp bảo hộ. Đại sứ quán cũng chuẩn bị sẵn phương án để có thể cấp lại hộ chiếu cho 3 thuyền viên, cũng như làm các thủ tục liên quan đến bảo hộ công dân và lãnh sự để di chuyển thi hải anh Kiên về nước, theo quy định của luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Đại sứ quán sẽ cử cán bộ sang The Djibouti để hỗ trợ trực tiếp cho các thuyền viên. Trước hành động tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của Houthi. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Stefan Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết đây là diễn biến rất quan ngại. Theo ông Stefan, đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại, những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này. Vụ tấn công cũng gây quan ngại về kinh tế toàn cầu, ổn định khu vực, hệ sinh thái và kinh tế khu vực. Ông Dujarric cũng cho biết, Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội. Đại sứ quán Anh tại Yemen kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của 2 thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Bên cạnh đó, liên quan công tác bảo hộ công dân, đối với các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm The Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết, Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hải thuyền viên tử vong về nước trong thời gian sớm nhất có thể.
đồng thời trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố, Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế. Sau khi vụ tấn công tàu MV True Confidence trên vịnh Aden khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có cả người Việt Nam, lãnh đạo Houthi cho biết nhóm này sẵn sàng bồi thường cho họ vì đã gây ra hành động không cố ý. Theo tờ Arab News, ngày 7 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tối cao Houthi, ông Mohammed Ali al-Houthi cho biết nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu MV True Confidence. Ông nói thêm rằng nếu Mỹ cùng chịu chi phí, lực lượng Houthi sẽ bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương. Ông này viết trên mạng xã hội X, chúng tôi cảm thấy rằng Mỹ nên bồi thường cho những nạn nhân này vì hành động cố ý. Chúng tôi cũng sẵn sàng bồi thường cho họ vì hành động ngoài ý muốn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Houthi gây ra vụ tấn công có thương vong đầu tiên kể từ khi tấn công tàu thuyền liên quan Israel trên Biển Đỏ với lý do ủng hộ người Palestine ở dải Gaza. Cụ thể, tối 6 tháng 3, Houthi xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng MV True Confidence thuộc sở hữu của Hy Lạp đang đi qua vịnh Aden, gây ra hỏa hoạn trên con tàu. Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Houthi ông Yahya Sare cho biết chiến dịch tấn công diễn ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các cảnh báo từ lực lượng hải quân Yemen. Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Ngoài ra còn có 6 người bị thương. Hải quân Ấn Độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu MV True Confidence tới Djibouti. Hình ảnh do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo theo các thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng Biển Đông và đưa họ lên một con tàu hải quân. Ngoài ra, hình ảnh cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân. Con tàu này đang trôi dạt ra xa đất liền và hoạt động trục vớt đang được triển khai. Theo các chủ tàu MV True Confidence, thủy thủ đoàn có 20 thành viên gồm 1 người Ấn Độ, 15 người Philippines và 4 người Việt Nam. Con tàu này bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ khi đang trên đường chở thép từ Trung Quốc tới thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.